Lệnh quý phi, người đừng có đánh mất chừng mực ăn nói với hoàng hậu nương nương đó. Ai dám ngăn cản hoàng hậu nương nương, mau đưa họ lên bờ ngay cho ta. Mấy hôm nay bọn họ hầu hạ hoàng thượng có phúc, hãy đưa đến Ni Am gần đây cấm miệng. Các người không vào cung được, cũng không được hầu hạ người khác, thì chỉ có xuất gia, bằng không lập tức xử tử. Giữ mạng các người lại là hoàng hậu nương nương đã từng bi khoan hồng lắm rồi. Thì đứng lại, phụng khẩu dụ của hoàng hậu nương nương, tiếng trùng mê hoặc quân thượng, ý đồ sai trái, lập tức xử tử. Mỹ người cha mắt lấy, ý chỉ của hoàng hậu nương nương không lấy được mạng của tiếng trùng sao? Sống chết của tiếng trùng đâu đến lượt hoàng hậu làm chủ.